Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn một số thông tin cần thiết dành cho những bạn lựa chọn đi du học Úc. Đầu tiên là nói về chính sách thu phí visa mới của Đại sứ quán Úc. Từ lâu thì giáo dục đã được coi là nền kinh tế lớn thứ hai tại Úc, chỉ sau khai khoáng. Chính vì vậy, ngày 1 tháng 7 năm 2013, nhằm tạo sự cạnh tranh với các nước tương đồng như là Anh, Mỹ hay là Canada, chính phủ Úc đã đưa ra những quy định mới, điều chỉnh chính sách thu phí visa và đặc biệt ưu đãi với visa đi du học. Về các loại phí visa du học, từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, đương đơn có thể phải trả các loại phí sau khi nộp đơn visa. Phí căn bản, phí này dành cho một đơn phương visa chính trả cho đơn visa của mình. Phí đơn phương phụ, đây là phí dành cho các đơn phương phụ kèm theo đơn xin visa. Mức phí thuộc vào độ tuổi và nhóm visa của ứng viên, phí này được cộng thêm vào phí căn bản. Phí đơn không qua Internet, có một số loại visa chấp nhận cả hình thức nộp đơn online qua cổng điện tử và nộp đơn giấy như là phát email hay là nộp thông qua một cung cấp dịch vụ chuyển phát. Phí đơn đơn không lựa chọn hình thức nộp online là 80 đô la Úc một đơn, không tính theo số người bao gồm trong đơn đó. Phí này hiện áp dụng với 5 nhóm visa sau: 155, 157, 417, 476 và 485. Phí đơn tạm thời làm sao? Phí này dành cho những đương đơn muốn xin một số loại visa tạm thời nhất định khi họ đang ở Úc, với mức phí là 70 đô Úc mỗi đương đơn, bên cạnh các loại phí và phụ thu khác. Phí này không áp dụng đối với visa đầu tiên được trao khi bạn đang ở Úc và được trả bởi từng cá nhân trong đơn, phụ thuộc vào lịch sử visa tạm thời của họ. Phí này không áp dụng đối với các đơn xin Visiting Visa, Seasonal Justice Visa, Enforcement Visa hoặc là Permanent Visa. Thêm vào đó thì một số loại visa có thể yêu cầu thêm một số khoản phí khi mà đã nộp đơn như là trước khi được trao visa. Phí nộp lần 2 này không được áp dụng nếu đơn của bạn đã bị từ chối. Về cách tính phí visa với gói khóa học, nếu sinh viên muốn xin visa cho một khóa học bao gồm một khóa bổ trợ, ví dụ khóa nâng cao trình độ tiếng Anh, khóa căn bản hay là chuyển tiếp đi kèm một khóa học chính, ví dụ như khóa cử nhân, họ cần cung cấp bằng chứng đã đăng ký học khóa bổ trợ và thư mời học từ bên cung cấp đào tạo có liên quan tới khóa học khác trong gói đó. Sinh viên có thể được tiếp nhận theo nhóm visa áp dụng cho khóa học chính và ở mức tiếp nhận cao nhất trong khóa học được chỉ nêu trong gói đó. Và sinh viên có thể được trao một visa sinh viên cho toàn bộ khóa học nếu cung cấp đủ xác nhận đăng ký COE của tất cả khóa học. Trong trường hợp này thì sinh viên phải chi trả một lần phí cho toàn bộ khóa học, chứ không phải mỗi khóa học riêng lẻ tính một lần phí. Nếu sinh viên nộp các đơn riêng lẻ cho từng khóa học, phí sẽ bị tính nhiều lần. Lưu ý là đơn xin visa sẽ được xử lý khi mà phòng tiếp nhận được toàn bộ phí visa. Và nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề làm hồ sơ du học Úc, thì các bạn hãy liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập hồ sơ du học để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo địa chỉ 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc điện thoại đến số 0838 382080 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.